và loài chim bay ở trên trời. Nay có các Phật tử có thiện tâm tốt, bỏ tiền ra để chuộc mang các vị về nơi đạo tràng này, rồi đem lòng thành kính tụng kinh tụng kệ, lời Phật nhắc nhở lại cho các vị. Hôm nay các vị được duyên lành được các thầy độ trì. Các vị giờ này hãy lắng lòng mà nghe theo như lời Phật dạy. Nếu một niềm bây giờ các vị chuyển tâm chuyển tánh thì khi bỏ xác thân này, các vị được làm người được thân tốt đẹp. Và nếu bỏ xác thân này thì các vị được vãng sanh về miền Cực Lạc. Muốn được như vậy bây giờ các vị hãy thọ trì tam quy. Các vị hãy lắng lòng mà nghe, loài thủy tộc loài không tăng, quy Phật quy Pháp quy Tăng, quy Phật lược túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn. Các loài thủy tộc loài thủy tăng, quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bản sanh. Loài thủy tộc đã quy Phật Pháp Tăng rồi, nguyện đời đời kiết kiết sanh ra ở nơi nào cũng không quy thiên thần quy Phật. Loài thủy tộc quy Pháp rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào không quy nương tựa vào tà giáo ngoại đạo. Loài thủy tộc quy Tăng rồi, sanh ra nơi nào không nương tựa vào thầy tà bàn ác. Pháp quy chân tánh giác chính tình, Pháp quy làm con người tốt đẹp hoàn hảo. Pháp tâm phát nguyện xuất gia theo Phật, đồng làm việc Bồ Tát Đạo. Các loài chúng sanh đã quy Phật Pháp Tăng rồi, nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Long Thiên Thánh chúng già làm chân tế minh vương liệt thánh tư phù vãng linh liệt vị linh thần đồng thủy phò hộ cho chư chúng sinh này được nương tựa về tam bảo, khi bỏ xác thân được về nơi cõi Cực Lạc. Các loài chúng sinh nguyện cho đời đời kiếp kiếp tôi được tiêu diệt. Các loài chúng sinh nguyện cho đời đời kiếp kiếp tôi được tiêu diệt. Các loài chúng sanh nguyện cho đời đời kiếp kiếp tội được tiêu diệt. Hữu tình chúng đăng túc nghiệp đa, trí sự kiếp sanh tạo bóng la.